Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì việc lợi dụng không gian mạng, nhất là lợi dụng mạng xã hội và các cuộc gọi thoại, tin nhắn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra rất đa dạng và phức tạp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đó là do một số người vô tư chia sẻ, đăng tải thông tin cá nhân lên không gian mạng, từ đó tạo thuận lợi cho những kẻ xấu chiếm đoạt để thực hiện hành vi lừa đảo. Hiện nay, đa phần thanh thiếu niên đều dùng điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet và sử dụng mạng xã hội. Vì vậy, việc đăng tải, chia sẻ thông tin nói chung và thông tin cá nhân lên trên mạng cũng trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Bên cạnh một số người có ý thức và hạn chế tối đa việc chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng để phòng ngừa tình trạng lừa đảo có thể xảy ra, thì vẫn còn không ít trường hợp chưa quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và dễ dàng chia sẻ lên không gian mạng. Những trường hợp mà mình cần chia sẻ thông tin thì mình phải nên suy nghĩ kỹ, mình phải nắm chắc thông tin mình chia sẻ là có đúng cái nơi tin tưởng hay là cơ quan chức năng hay là thế nào, chứ mình không thể nào mình tùy tiện chia sẻ được. Em hạn chế là chia sẻ cái thông tin của mình như là ảnh căn cước, số căn cước công dân, địa chỉ ở, rồi số tài khoản cá nhân, những thứ nào liên quan tới em là em sẽ hạn chế chia sẻ qua mạng xã hội. Tại vì cái này là những cái thông tin cá nhân của mình người ta có thể lấy để vay tiền, rồi lừa đảo những người bạn bè của mình. Để góp phần hạn chế tối đa các đối tượng xấu lấy cắp thông tin cá nhân của người dùng để thực hiện hành vi lừa đảo, thì mỗi người dùng mạng viễn thông, mạng xã hội cần nêu cao ý thức và trách nhiệm cá nhân tự bảo vệ chính mình. Phải tuyệt đối bảo mật cái thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Cái thứ hai đó là thận trọng khi mà thực hiện các giao dịch mà chuyển tiền, không chia sẻ cái bất cứ cái thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai. Thận trọng, cảnh giác cũng như là tuyên truyền đến người thân bạn bè của mình về các cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tránh mắc bẫy các cái đối tượng xấu. Đây là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ bản thân người dùng trên mạng trong bối cảnh tình trạng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều với hình thức tinh vi.